not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have it all, dear. You look so beautiful in white. And for now to I'm not afraid of the dark.
Thưa toàn thể quý vị, cùng với giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc Qua Đêm Nay, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Quân, có phần biểu diễn của ca sĩ Ngọc Phan My và Tuấn Quỳnh, cùng với phần minh họa của vũ đoàn The Chapman, cũng đã mở đầu cho những giây phút trang trọng nhất nghi thức lễ thành hôn dành cho đôi uyên ương Thanh Tân và Hảo Ly. Trước ca sẽ được bằng phép thay mặt cho hai gia đình, trung tâm tiệc cưới và hội nghị The Chapman trân trọng kính gửi đến toàn thể quý vị quan khách hiện diện trong ngày vui hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị, ca khúc vừa rồi cũng là một món quà thật ý nghĩa và thật ngọt ngào mà cô em gái của cô dâu Thảo Ly, Ngọc Phan My muốn dành tặng cho Thảo Ly và Thanh Tân trong buổi lễ thành hôn. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 5 năm 2017 thật sự là một ngày hạnh phúc trọn vẹn với đôi bạn trẻ Thanh Tân và Thảo Ly. Khi giờ đây tất cả chúng ta đang cùng có mặt tại The Chapman để chúc phúc cho đôi uyên ương. Giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cổng chính và xin dành những tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón hai nhân vật chính hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, Thanh Tân và Thảo Ly. Cùng với đời lễ tân của The Chapman, xin mời đồng nghiên hương sẽ cùng chào toàn thể quý vị quan khách hiện diện trong ngày vui hôm nay. Quý vị quan khách, chắc có lẽ giờ đây trên sân khấu quý vị cũng nhìn thấy những giây phút rất ngọt ngào của một đôi uyên ương bắt đầu bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Kính thưa quý vị, và cũng kể từ những giây phút ngọt ngào này, đôi uyên ương chắc chắn sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cùng nhau dìu dắt đi đến suốt chặng đường đời, và cũng để ghi dấu lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của nghi thức lễ thành hôn. Tiếp nối theo sau đây, chúng tôi xin mời đôi uyên ương sẽ cùng nhau bắt đầu sống trọn những giây phút thật ngọt ngào. Giờ đây xin mời đội lễ tân The Chapman sẽ cùng tiến về lễ đài hạnh phúc với những chai rượu Chapman trên tay. Cũng như sự đồng thuận giữa hai gia đình, đó thật sự là một niềm vui rất lớn dành cho đôi uyên ương. Tiếp nối theo sau đây, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu những đơn vị sinh thành cũng là những vị chủ hôn của đôi uyên ương. Về phía họ nhà trai sẽ được trân trọng kính mời bước lên sân khấu song thân của chú rể ông Hồ Văn Chiêu và bà Phạm Thị Xanh. Xin thưa thank you.
tôi xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu song thân của cô dâu ông Ngô Thanh Bình và bà Võ Thị Hồng Nhi. Hiện trên sân khấu là những đứa sinh thành bên cạnh những đứa con thân yêu của mình trong ngày vui trọng đại. Và chắc có lẽ niềm hạnh phúc của đôi biên ương cũng chính là niềm hạnh diện của những đứa sinh thành khi ngày hôm nay nhìn thấy những đứa con thân yêu của mình thành gia thất. Tiếp nối theo sau đây để kết chặt tình thông gia giữa hai họ, xin được trân trọng mời quý vị thông gia vui lòng tiến về phía trước, bắt tay để cho tình thông gia luôn được gắn kết và bền chặt. Xin mời quý vị thông gia. Xin chào những chào tay, chúc mừng hạnh phúc tại gia đình. Trong buổi sáng hôm nay, tất cả chúng ta đã dành thời gian đến đây để chúc mừng hạnh phúc cho đôi biên ương. Đó cũng là sự thể hiện tình yêu thương mà quý vị dành cho cô dâu chú rể cũng như dành cho cả hai gia đình. Và cũng để đáp lại tấm chân tình ấy, sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Ngô Thanh Bình là thân sinh cô dâu sẽ đại diện cho hai họ có đôi lời phát biểu. Hãy thành kính chúc nha. Tôi xin thay cho bà Bình, cô Bình tham gia. Trước hết là cảm ơn chú Đồng đã ban phước để rồi tác hợp được hai con chúng tôi đến với nhau để có một cái tiệc cưới vui mừng trong buổi trưa hôm nay. Cái đến thì cảm ơn rất nhiều đến các bạn hữu, các vị quan khách, rồi các tín hữu ở trong hội thánh. Và nhất là buổi trưa hôm nay thì cũng có sự hiện diện của ông bà mục sư quản nhiệm của hội thánh Bến Tre, ông mục sư quản nhiệm của hội thánh Giao Hòa. Và cuối cùng thì tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt để dự tiệc tôi với gia đình thông gia chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Xin ra cho một hàng của ta thật lớn, chúc các khách có một buổi ăn thật ngon miệng và vui vẻ. Gia đình xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ bắt đầu.
chồng chín chồng. Tổ chức lễ hôn nhân cho hai em hết sức là phước hạnh. Con cầu xin Chúa ban ơn cho gia đình mới này tiếp tục sống kính sợ Chúa, phục vụ lẫn nhau, sống làm sao để rồi Chúa vui lòng, Chúa đẹp lòng, một gia đình thật sự phước hạnh, có con cái trở nên dòng dõi thánh của Chúa, sống làm rạng danh Ngài. Giờ đây Chúa cũng cho chúng con có thức ăn, xin Chúa bổ sức lại cho hai mọi chúng con, ban chúng con niềm vui, yêu mến Chúa, phước hạnh Chúa suốt cuộc đời của mình, danh Chúa được cả xa. Cho chúng con đồng tâm với nhau trong sự vui vẻ, hiệp một, con biết ơn Chúa vô cùng. Con đồng lòng, nhiệt ý cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ.